Gạo đang chơi, gạo đang gỡ cái bản đồ Việt Nam, tôi yêu Việt Nam ra. Rồi sau đó gạo sẽ xếp lại. Ở nhà gọi là gạo, đi học gọi là Phúc Ân, tên thánh là Fortina. Hồi nãy đi siêu thị bậc 3 là làm gì? Bậc 3 là nằm ra sàn nhà luôn. Hết rồi. Sạch sẽ. Gạo khoe con voi mới của gạo đâu? Sau lưng kìa. Hà Nội, Việt Nam. Hoàng Sa. Quần đảo Trường Sa. Đắk Lắk. Con tum. Đất mũi Cà Mau. Tỉnh gì vậy? À,